Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 3, Hội nông dân phường Nam Khê đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2023-2028. Sự hội nghị có đồng chí Hoàng Kim Hoàn, chủ tịch Hội nông dân thành phố, cấp ủy chính quyền địa phương và 60 đại biểu đại diện cho 520 hội viên nông dân trên địa bàn phường. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Nam Khê đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội 13 đề ra. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 39 buổi cho trên 3.000 lượt hội viên, kết nạp thêm 79 hội viên mới, tổ chức 5 lớp tập huấn truyền giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao cho 150 lượt hội viên nông dân. Bên cạnh đó, hội đã hỗ trợ cho 8 hội viên vay 400 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng 4 tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn với 120 thành viên, tổng dư nợ gần 60 tỷ đồng. Đến năm 2022, toàn phường đã có 354 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng từ 3 đến 5% trong nhiệm kỳ hội đã chỉ đạo và phát động các tri hội vận động hội viên nông dân giúp nhau về con giống, cây trồng, ngày công lao động, trực tiếp giúp đỡ 16 hộ hội viên thoát nghèo với số tiền và tổng ngày công lao động trên 20 triệu đồng. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội đã được biểu dương khen thưởng. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới với 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội nông dân thành phố Bí, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Nam Khê lần thứ 14 nhiệm kỳ 2023-2028.